Ê, mẹ buồn tiểu hả? Sao đứng ghê kỳ vậy? Mẹ buồn theo kiểu sang á. Mẹ ơi, lỗi này là do thằng Tiết Thiệu nó làm, con không có. Mày đừng nói nữa. Mẹ nói, tại sao con dám gì chồng mà phản bội mẹ? Hả? Miệng mẹ hôi mất dạy. Trời ơi, ai dục ai xúi mày nói câu đó? Thiệt mà mẹ, miệng mẹ hôi thiệt mà mẹ. Mẹ có ơi không quý vị? Ai nói hồi, ai nói hồi, giơ tay lên. Em xuống em cho hửi. Thử coi, thử. Thử, chị hửi thử coi có hồi không? Trời ơi là trời. Trời ơi mẹ ơi. Tiếp chuyện. Cái gì? Tiếp chuyện với mẹ. Nói tiếp. Không gì, mẹ nói gì? Lỗi này là do thằng Tiết Thiệu nó làm, không phải con đâu. Tại sao nó làm? Ai mà biết nó, nó muốn cướp nước của mẹ chứ. Trời ơi, mất dạy. Thì ra không phải là Thái Bình, mà là Thái Giám. Mày gian quá rồi. Thật ra tao không phải là Thái Bình. Trời ơi, chứ mày là ai? Tao chính là Thái Salem đây. Trời ơi, Thái Salem. Tao chính là băng cướp trong nhóm Phượng Hoàng. Mày là băng cướp trong nhóm Phượng Hoàng. Đúng rồi. Thật ra đàn em đâu? Thật khoan, bước kia đây. Đây, đây là bà đàn em tao. Thật ra tao không phải là mẹ mày. Mày là ai? Tao là đại tá Lợi. Trời ơi. Tay ông nội. Không. Ây da. Trời ơi. Bất giải quá vậy. Trời ơi, cái cuồng bắp ai lăng kìa. Đi vậy. Trời ơi. Ôi đau nha. Hôm nay lô tô viết pháp hả? Nha. Cái mỏ ác tao hơi bị mềm nha. Ôi chị khoan xíu nha. Về em hết đầu thai nha. Cái đầu mỡ hành không? Cái đầu mỡ hành không? Ôi ơi, trời. Trời ơi. Ra số đi con. Khoan. Cái tóc tao đâu rồi? Trời ơi. Mẹ giống con ma, con 13. Con 13. Con 13, con số gì ra, số gì ra. Số gì ra. Ô Phật. Mẹ. Hả? Gì con? Hôm nay con... Ý trời ơi. Thôi bỏ mẹ cho ngồi đi. Hôm nay con trở về đây để thăm mẹ. Sao vậy? Con tặng cho mẹ một bài hát. Hát đi con. Con đến bây giờ mẹ chờ tin con. Không, mẹ không chờ tin con. Khi pháo mai vàng nở đầy nơi. Con biết bây giờ mẹ. Không có đắp mà đắp chiếc chiếc. Mẹ. Mẹ xuân này con không về. Yo, sao con không về mẹ ơi? Đúng rồi, cạo đầu là vui không khác rồi. Con cạo đầu, con về mẹ ơi. Lòi cái mỏ kìa má. Mẹ thiệt là dũng cảm. Năm mười tám. Tiếc gì ơi. Năm mười tám rồi kìa. Mẹ hát làm gì phải khởi đồ luôn kìa. Tao hả? Mẹ hát làm khởi đồ luôn. Rồi. Năm mười tám. Còn số gì đây em? Số gì ra số gì đây em? Số gì đây số gì đây? Bước bê bằng bóng biết bắt biết ơi. Bước bê bằng bóng bên bằng bơm bướm. Bơm bướm buồn buồn mỏ bằng cái bay bay. Bơm bướm bay, bơm bướm bay. Bằng bó kè bướm bê. Bơm bướm bay. Bơm bơm. Giờ gây 27 Gì đêm nay, gì đêm con, gì na. Đây, gì đêm con, gì đêm nay, gì đây. Số, gì đêm con, gì đêm con, gì đây. Tôi tiếng anh bên đường, đường đến mưa nhiều năm. Mưa xa bốn con về, mưa xa bốn con tim. Mình còn tay nhau, chưa nói hết một câu. Anh đừng buồn anh nhé, anh gọi đã rất dài. Con số hai mấy chị đa mấy chị đa số chị đa mấy chị đây mấy chị đa mấy chị đa mấy chị đa như mới chưa từng có những phút biệt xa dấu gương mà trên vai anh khóc
những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Sao đó như anh vừa sống giây phút đầu tiên, có em là đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dù có chia xa. 53 suốt kỳ đa năm kỳ đa sao em có tiền xui quá à, hết tiền rồi. Rồi em làm gì để có tiền? Em phải khấn ông trời à? Vậy hả? Khấn ông trời cho con trúng số đi á, đến trên nơi mà con chẳng còn gì. Mua tết lắm mà chủ nợ nó với em trên đời lẹ. Con xin nước cho con chúng bảy tỷ, sao năm nào con cũng cố lại đây, tên năm nào con cũng trắng tay. Cái số gì đâu mà cái túi nó gần hoài. 52 số gì đi con mày gì đây, mày gì đây, mày gì đi con, mày gì đi con, mày gì đi con, mày gì đây, mày gì đã sâu đêm ngày dài ngắn thêm nữa thôi. Em chỉ yêu chỉ thương mình anh, dù cho thành đôi ta cách ngang, dù đi em một giấc mơ thần tiên. Ba chục quyền con 30 là dễ bờ hơn. Rất lâu ơi dừng này nha. Dạ con có số 30, 30 mà kêu qua là có một số các khán giả đặt giải. Quý vị khoan bỏ số từ bé luôn à. Chào quý vị, bằng dưới cái này sẽ phục vụ vé vòng lại kế tiếp dẫn tới cũ 30.000 đồng một tờ lá vé nhận qua 4 giỏ quà xinh xinh trên khấu hoặc là một voucher mua sắm trị giá 2.500.000 đồng. Rất mong quý vị nhiệt tình ủng hộ quý vị nha. Rồi em sẽ mời vị khán giả là trúng thưởng lên sân khấu giùm em. 1, 2, 3 ba vị chủ nhân. Wow. Còn hai đúng không ạ? 4 vị chủ nhân giả đi đường này giùm em nè. Đây đây có cái bậc cầu thang. Không, cái bậc tam cấp đúng không? Bậc không mà nó có hai bậc, không có kêu tam cấp được. Rồi rồi xin chúc mừng 4 vị chủ nhân tờ lá vé của anh trai này vòng loại 1470. Hoặc là cho vấn đề con số vừa kêu. Dù là con số ba chuột có 1, 17, 17 có 2, 23, dạ có 3, 53, hợp lệ ạ. Rồi chúc mừng anh vị chủ nhân đầu tiên. Rồi tờ lá vé 5319 hợp lệ. 30, dạ có 1, số 2, có 2, 17, có 3, 23, dạ hợp lệ. Rồi chúc mừng chị gái, mời chị gái vào trong. Tờ lá vé 5319 hợp lệ. 30, dạ có 1, 17, có 2, 23, dạ có 3, 53, dạ hợp lệ. Rồi chúc mừng cô luôn, mời cô vào trong. Rồi vòng lại 1470 hợp lệ ạ. 30, 23, 17, 62 y chang luôn rồi. Chúc mừng anh. Mời 4 vị chủ nhân may mắn vòng loại này nha. Kính thưa quý vị, vòng loại vừa rồi không còn giá trị nữa quý vị nha. Bây giờ mình đầu tư cho vòng loại kế tiếp giùm em. Mỗi tờ đã vé 30.000 đồng.